bên gia đình cũng như những lời chào của thầm và chú rể. Xin gửi đến sự diện của toàn thể các ông, các bà, cô dì, chú anh chị cùng toàn thể bạn bè thanh niên nam nữ đang có mặt tại khán phòng tiệc cưới ngày hôm nay để cùng tham dự chương trình lễ thành hôn. Chúc mừng hạnh phúc cho chú rể Văn Xiến, sinh viên cùng với gia đình anh trong buổi trưa ngày hôm nay. Một lời kính chúc khỏe, lời cảm ơn chân thành và lời chào thân thương nhất. Và xin mời toàn thể quý vị, chúng ta có thể tập trung một khoảng thời gian tuyệt vời để chúng ta cùng chào đón cặp đôi nương trong buổi trưa ngày hôm nay, và chúng ta có thể dành tặng cho gia đình cũng như cặp đôi nương một tràng pháo to thật to thật đồng nhiên được không ạ? Ngày hôm nay đến buổi kết vô cùng tuyệt vời được minh chứng vào buổi lễ thành hôn vô cùng trọng đại trong buổi trưa ngày hôm nay với sự chú ý của toàn thể quý vị. Và không để quý vị phải đợi thêm nữa, xin mời toàn thể quý vị chúng ta sẽ cùng tập trung hướng mắt ra phía cổng hội trường để cùng chào đón sự diện của cặp đôi nương đẹp nhất, dạng người nhất trong buổi trưa ngày hôm nay. Đó chính là sự diện của chú rể Văn Xiến cùng cô dâu Đường Anh. Xin mời cặp đôi nương sẽ cùng di chuyển đến đó để ra mắt toàn thể quý vị. Xin mời. Cắm kèn, cắm mưa là bác anh quá. Sau bất kỳ toàn thể quý vị thân mến, toàn thể quý vị đã được chứng kiến rất là trẻ tay trong tay sẽ những bước đi đầu tiên trên con đường hạnh phúc, những bước đi thật tự tin và chắc chắn, bởi họ thấu hiểu một điều rằng tình yêu luôn có một phép màu diệu kỳ có thể đưa họ đến bên nhau trên con đường hạnh phúc. Và kính thưa toàn thể quý vị thân mến, hiện diện trên sân khấu hạnh phúc của gia đình họ nhà Trang trong buổi trưa ngày hôm nay đó chính là sự hiện diện của chú rể Văn Xiến cùng cô dâu Đường Anh. Xin mời toàn thể quý vị tập trung ánh mắt của mình lên sân khấu và chúng ta cùng dõi theo một câu chuyện tuyệt vời, một câu chuyện tình yêu lãng mạn nhất trong buổi trưa ngày hôm nay. Và chúng ta hãy cùng chào đón họ bằng một tràng pháo tay to thật đông nhiệt được không ạ? Rồi, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và trong buổi trưa ngày hôm nay để hôn lớn trưởng thành đến vợ thành chồng như ngày hôm nay thì không thể thiếu những bậc làm cha làm mẹ. Thì giây phút này đây chúng tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu và kính mời đại diện hai bên gia đình là bố mẹ thân sinh ra cô dâu Đường Oanh cũng như anh chị của chú rể Văn Xiến sẽ cùng di chuyển đến kéo để ra mắt toàn thể quý vị. Xin mời. Các toàn thể quý vị thân mến, để con lớn trưởng thành như ngày hôm nay thì không thể thiếu những bậc làm cha làm mẹ, những người nuôi lớn trưởng thành để con lớn trưởng thành như ngày hôm nay. Và xin được trân trọng kính mời anh Tiêm, chị Loan ạ, là chị gái cũng như anh rể của chú rể Văn Xiến sẽ cùng di chuyển đến kéo để ra mắt toàn thể quý vị. Xin hiện diện trên sân khấu của phái đoàn Hòa Nhật Trai trong buổi trưa ngày hôm nay, đông đủ những gương mặt tuyệt vời, rạng rỡ và hạnh phúc nhất. Và chính là lý do mà toàn thể quý vị đã có mặt tại khán phòng tiệc cưới ngày hôm nay để chúng ta cùng tham dự chương trình lễ thành hôn chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu và chú rể nên duyên chồng vợ. Và kính thưa toàn thể quý vị mến, với khoảnh khắc tuyệt vời trong buổi trưa ngày hôm nay, cho phép Thanh Hoàng cũng xin được trân trọng giới thiệu bên phái đoàn họ nhà gái đến từ xã Trường Phung, huyện Sông Mã thì có sự hiện diện của ông Lương Văn Dân và Lương Thị Thiện là bố mẹ thân sinh ra cô dâu Lương Oanh. Xin mời ông bà nở ra một nụ cười thật tươi để cùng tiến đến phía trước một bước, quý thật sâu, quý chào ra mắt toàn thể quý vị. Xin mời và một tràng pháo tay lớn được không ạ? Và bên phái đoàn họ nhà trai thì có sự hiện diện của anh Hà Văn Tiêm, chị Hà Thị Loan là chị gái cũng như anh rể của chú rể Văn Xiến. Xin mời anh chị nở ra một nụ cười thật tươi, quý thật sâu, quý thật toàn thể quý vị. Xin mời. Lúng xiến, bước cân cồm cái này lắm. Và cặp đôi nương đẹp nhất, dạng người nhất trong buổi trưa ngày hôm nay, cách sáng pi còn này, chừng đám cưới là chân quá gì đó. Chứ là ai xiến còn hát biển báo thầu nữa đấy, khai mắt kẻ thôi. Ai xiến à? Đó mà vẫn càng mấy tuổi nó càng trẻ nó xin lên á. Cô mới đi giỏng xin quá. Ở bác sọ lại mát qua mẹ thích cá này cô đâu. Trong toàn là phơ cười, trong toàn chú rể Văn Xiến cấp con dâu Đường Oanh cũng đi cơ ba má ức. Bông cắn có mưu sự luôn trong toàn đấy à.
Y quả trắng chưa cho toàn bằng ghế là nó. Có mức sừng luống xưa mà nó. Rất vui kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và trong buổi trưa ngày hôm nay với một khoảng thời gian tuyệt vời, và toàn thể quý vị đã di chuyển về để cùng tham dự với đại tiệc cùng gia đình, thì còn rất nhiều quý vị quan khách đang ở phía bên ngoài hôn trường đang đứng trước cửa duyên hôn trong buổi trưa ngày hôm nay. Thì chúng tôi cũng xin được thay mặt cho hai bên gia đình nội ngoại cũng như chú rể Văn Xiến cùng gia đình ngoại trong buổi trưa ngày hôm nay gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc nhất toàn thể quý vị đã có mặt tại khán phòng tiệc cưới hôm nay. Và kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và đúng thật là chiếc con thì động đốc nhà quan, cha con dựng vợ gái ngoan gà chồng, hôm nay làm đấy kết duyên chồng vợ ấm đồng mai sau. Và ngày hôm nay ngày thật đẹp tháng thật lành, quý vị tổ tập đông đủ về đây để mừng duyên hạnh phúc và chúc mừng cho đôi đôi. Và đúng thật là hẹn nay kéo kéo xuyên xuyên để cho đôi bạn bây giờ nên đôi, đúng cho thắm đỏ đôi môi để cho bạn nên duyên vợ chồng. Và cho phép những người làm chương trình xin được trịnh trọng tuyên bố buổi lễ thành hôn của chú rể Văn Xiến sinh viên cùng cô dâu Đường Oanh trong buổi trưa ngày hôm nay. Với sự chúc phúc của toàn thể quý vị, xin chi tiết được bắt đầu một trang pháo hoa tuyệt vời đúng không? Quý vị thân mến, nhạc thật sinh động cũng như những tràng pháo hoa trong buổi trưa ngày hôm nay đã mở màn cho chương trình lễ thành hôn. Chúc mừng hạnh phúc cho chú rể Văn Xiến cùng với gia đình anh trong buổi trưa ngày hôm nay. Và kính thưa toàn thể quý vị thân mến, qua bao mùa hoa nở mà tình đôi ta vẫn chưa đến vợ thành chồng, bởi trăng cái sợi tơ hồng chưa sắc sảng sợi chưa lồng thành đôi. Tại vì mới đứa một nơi nên gối chiếc lẻ loi cô phòng. Vậy thì bầu ơi thương đấy biết cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một em như dòng suối quanh, còn anh như dòng nước trong lành chảy qua. Và để rồi lại tới mùa hoa, về sau lại tình ta thêm nồng. Ước mơ chung gối chung phòng thì nay mai chung ngăn cảnh bên nhau. Thật sự em là dâu hãy rất nhịp cầu sắc hoa. Và trong buổi trưa ngày hôm nay, để gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể quý vị quan khách, cũng như để cảm ơn tới công ơn nuôi dưỡng của bố mẹ cũng như các anh chị trong buổi trưa ngày hôm nay, thì xin được trân trọng kính mời chú rể Văn Xiến sẽ dâng hai ly rượu đến rượu tình của mình, cũng như rót hai ly rượu để dâng lên bố mẹ. Xin mời bố mẹ vợ. Còn xin được trân trọng kính mời cô dâu Đường Oanh sẽ rót hai ly rượu để dâng lên bố bên anh chị chồng. Xin mời. Bị bắn sóng phát phải sát sóng còn ở 10 giờ.
số mỹ số bay không bằng cả khoảng trời sờ số mười số mỹ chưa được cả cam nhinh xin chú nơ nhát thổ nhát ké mày con nơ chưa được cả giọng xin chú cười hay cười na bay bay đặc biệt nữa còn chưa được cả giọng xin bay vẫn chưa được cả cam nhinh còn chúc bạn số bay của trai không chưa được cả học khoảng trời sờ vẫn là hẳn bị cướp.